Xin chào bạn, trận này mình đánh AI với thân điện level 14, cũng gọi là đồng level. Trận này mình sẽ lên ở chế độ thủ và ưu tiên lên 5 cái trung tâm cung cấp trước, sau đó mình sẽ lên ở chế độ thủ luôn. Deployment time. Place the building. Resources received. Construction complete. Place the building. Resource container. Place the building. Resource container. Insufficient. Cái giải ngẫu nhiên năm cái nhà chứ. Đây còn mỗi con hòm nữa. Xanh thì nó ưu tiên lên cái trung tâm cung cấp nữa, vì cũng không có nhiều trung tâm cung cấp đâu, với lại level thấp là lúc nào cũng phải ưu tiên lên trung tâm cung cấp để có thêm nhiều vàng. Thế gọi là mình gọi là xây cơ bản thôi. Mình lên trung tâm chỉ huy level cấp 2 rồi. Mình sẽ xây thêm hai cái trung tâm cấp nữa. Chính xác luôn, ở gần là ăn được. Không cho cái quân đỏ nó vào vòng thì bạn ăn sẽ rất là nhanh, bạn đứng trong vòng vẫn ok, không cho nó vào vòng đó, đúng luôn 50 triệu thôi cung cấp rồi. Sửa xe luôn, đóng lính luôn. Cái này mình thấy chậm mà mình bỏ, thấy chậm mà mình thấy nhanh quá đâu. Nếu không đem lính lên cao sao ăn được, bạn kia vẫn hơi sai lầm đi chuyện thì bạn ơi.
Nhiều lính thật. Sập như nhà máy bay của mình. Sập luôn rồi. Thêm cái trung tâm cung cấp nữa buồn, nó lại kiểu quân ra đông này. Đông quá. Lại một đống quân nữa rồi.
thời gian còn rất là dài để đợi cho lên cái trung tâm trị lý cấp 3 luôn, thủ mãi mới được mọi người, xanh mặt luôn, đông quá. Sẽ lên cho nó thêm một cái con xe lửa đấy, gun trận này gun hay lửa. Đông quá. Thằng này như dùng item làm sao ấy, mới đông như này. Đông quá. Place the building. Enemy is under attack. Đông quá. Tranh thủ mình sửa tường luôn cho nó đỡ công. Trận này toàn chưa lính không?
đông lính quá, đông quân quá. Quân lên cao vào được. Trận này nghèo quá, chơi siêu lính, toàn lính. Ăn được thêm một hộp nữa thôi. 6 hộp, chỗ đông quá. Đông quá luôn, ra lính không kịp luôn. Mất 2 tháng luôn. Đằng sau nó có tỉa, nó khó chịu thật.
Trận này 13-20 rồi, căng. Quân này nó không rút về nhỉ, lên cao rất là lính vàng, lên cao kinh khủng. Nó hãm lính này cùng cùng kinh khủng luôn. Hero này đông đông em này, thằng này không qua giúp mà. Rồi xong rồi nó đủ tem rồi. Thằng này chắc chắn đủ tem luôn, 2 1 5. Bạn dùng item của khổ mình rồi. Chắc phải dùng item thôi. Đẩy bộ này lên. Chính xác. Đang đưa hồn rồi mà nó không không quay về này, phải đang đưa hồn. Này còn chết lính nữa. Mình sắp thua cho nên mình phải dùng đi theo. Cứu lại trận đấu.
Trông quá. Hụt nó chắc nó gần đâu đây rồi. Đấy, hụt ở đây rồi. Không ăn gì rồi ăn. Ngon. Ăn được hụt ngon. Sao phải rút lên đánh nó luôn. Lại bị mô hỏng. Lui sâu luôn, nó vào đấy căng. Hắn xong đi vô lại đánh. Nó rút về nó không đánh trả luôn. Check in the course.
công luôn, câu giờ là thắng. Ví Ngô hỏng luôn, trận này căng, chơi hẳn ba mấy phút.